Okay, good afternoon, everyone. Good afternoon, Good afternoon, teacher. teacher. Yes, every say, speak louder, please. Good afternoon, teacher. Good Good afternoon, afternoon, teacher. teacher. Yes, okay. Nice to see all of you today. Yes, everybody, how are you today? Hi. I'm good, Everything is hi. fine. Normally. How are you today? Good? I'm good, hi. And you? Yes, very good job. Yes, good too. Yeah. So have you had lunch yet? Yes. Yes. Yes or no? Yeah. Yeah. Yes. Yeah. Lunch. Cả lớp mình ăn trưa chưa? Yes. Lunch. Yes. Yeah, okay. So this time you should have lunch. Yes, okay. It's make you full of energy. Yes, for studying and for working this afternoon, right? Right. Yeah, Yes. okay. Yes, today we study pronunciation, right? Hôm nay chúng ta học phát âm đúng không ạ? Theo lịch. Yes. Hôm nay lớp mình này phải vào yếu yếu đi rồi. Ít ít đi rồi. Now, wait in Maybe some people come late, right? a minute. Okay. Some people eating lunch. They are eating a lunch. Are you sure? They Today informed you? the weather. Today the weather is very hot in our province. In well. Anh Can you hear? Giang province. Ở đâu It's ạ? hot. An Giang. An Khánh Hòa. Giang À, province. An Giang, An Giang. À, An Giang is very hot, right? Yeah. How many degrees Celsius? About 30 degrees Celsius. 30? Yeah. 30 is not very hot. It's Very, very hot is meaning 38 to 40 degrees Celsius. the 30. weather is Yeah, 30 is normal weather. 30 độ thì nó cũng khoảng thời gian cũng là bình thường đấy, không nóng quá. Đúng không? Okay. Yeah. Okay. Hôm trước chúng ta đang học đến đâu nào? We started we finished last time. Everybody. Hôm trước mình học đến âm nào ạ? À? Cả lớp còn nhớ mình đang dừng ở chỗ nào không? Twenty A, two. A, A. Her. Could Yeah. never tell. Her. Yeah. Đến năm hát đúng không ạ? Pa. Pa. BNP. Pa. But and right? Yeah, okay, good job. Rồi vậy thì hết slide số 2 rồi đấy ạ. Today we review quickly some song we study last time and then we move to new song we study today, okay? Yeah. Yeah, chúng ta sẽ review nhanh nhá những âm ngày hôm trước chúng ta học ạ và sau đó thì chuyển sang âm của chúng ta học ngày hôm nay. Yeah. Wait for a minute, please. Hôm nay chúng ta cùng đọc đồng hành cùng Đức Chúa Trời trường ngày đi theo ý muốn tôi và theo ý muốn cha loài người còn bạn có thể có người làm được phải được cho Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau
Ôn lại âm V-kép nhé. Nào, bắt đầu âm này. Âm này chúng ta còn nhớ cách đọc như thế nào không cả lớp ơi? Quẹt. Đi Tu. đi Tiện. đi Môi. Trụ môi. quẹt À, đúng rồi. Trụ vào và quẹt xòe sang hai bên, đúng không? Trụ xòe, quẹt trụ xòe, đúng không? Ok. Nào, cùng nhau luyện tập quẹt lại nào. quẹt Ủa. quẹt À, rồi. Hòa vào rồi, đúng quẹt không ạ? quẹt 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 Rồi, hòa vào phòng trong đi ạ. quẹt Nào, trụ môi vào xòe hai bên. Ủa. quẹt quẹt Good job. Ủa. quẹt Good. quẹt Ủa. quẹt Ủa. Good. Ủa. quẹt Good. Rồi, vào từ nhé. quẹt quẹt Ủa. quẹt 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 Đây, xin mời chúng ta vào đào tập nào. Trụm vào xé ra. Wet. quẹt Good job. Warm. quẹt Good job. Warm. quẹt Warm. Tiếp theo ạ. Warm. quẹt Warm. quẹt Good job. Next one. Swing. quẹt Good job. Next one. Walk. Good job. Walk. quẹt Yes. Okay. Nào, cả lớp tự tập lại em đầu tiên. Bắt đầu. quẹt quẹt Good job. Bật chữ T lên. Wet. quẹt Good job. Next one. Warm. Warm. quẹt Warm. quẹt Từ tiếp theo. Next one. Warm. quẹt Warm. Very good job. Next one. quẹt quẹt Clean. Good job. Next one. Walk. 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 quẹt Very good job. Rồi, tốt rồi ạ. À. Nào âm tiếp theo. Lớp mình còn nhớ âm này đọc như nào không? Đúng rồi. Ra âm 50% hơi. Đúng không? Trụ môi. Đọc chữ gì? Quả. Quả. Good job. Quả. Quả. Good job. Quả. 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 Very good job. Quả. 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 Bạn Phương Hiếu Lạng Sơn bật cam lên nhé. Quả. Bạn Quả. Tuyết Đặng Bà Diệp Địa Vũng Tàu Quả. à, bật cam lên à. Quả. 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 Đúng rồi, chính xác. Good job. Và từ. Xin mời đọc. Quiet. Quả. Good job. Next one. Quarter. Quarter. Good job. Quarter. Quarter. Next one. Quality. Quality. Good job. Quality. 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 Nào, xin mời cả lớp đọc lại từ đầu tiên. Quiet. 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 Good job. Next one. Quarter. Quarter. Good job. Next one. Quality. Quality. Good job. Rất tốt ạ. À. Âm này ổn rồi đúng không? Very easy, right? Nào âm hát ra gì? Yeah, À, làm thế hơi. nào? Hà hơi đúng không ạ? Hả? Mấy cái thôi. Hà hơi đúng không ạ? À? Rồi, như vậy thôi đúng không? Rất dễ đúng không? Vào từ chỉ cần ra một chút hơi là được rồi ạ. À. Nào xin mời. Here. Here. Tiếp theo. House. Here. Here. Hat. Hot. Good job. Hot. 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 Rồi, again one time. Lại nào. Here. 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 Good job. Next Here. one. House. House. Good job. Next one. Hat. Hat. Next one. Hot. 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 Very good job. Tuyệt vời ạ. À. Rồi, cả lớp đọc lại cho cô một lượt nào. Here. 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 House. House. Hot. Hat. Hot. 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 Hat. Hot. Here. House. House. Here. House. Here. Hot. House. 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 Here. House. House. Here. Dễ đúng không? Good job. Here. Here. Next one. Âm này đọc khi nào cả lớp còn nhớ không? B. B. Ừ, đúng rồi. Ra. B. Ra âm. Ra B. âm. Rồi, dí môi vào, không mím môi nhá. Dí môi thôi, bởi vì mím môi nó ra âm pờ ngay. Dí môi vào này. B. 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 Good job. B. 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 Good job. B. 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 Good. B. 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 Good job. B. B. Good job. B. 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 Very good. Okay. Dí môi vào đọc này. Bẹt.
Bẹt. Good job. Bẹt. Next one, bà mình muốn này, Bẹt. baby. Baby. Next one, beer. 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 Next one, beautiful. 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 Next one, pub. 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 Good job. Giờ có một job. 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 Good job. Club. Rồi, okay, everybody. Again, one more time. Đọc lại nào. Bad. Good job, next one. Baby. Baby. Good job, next one. Beautiful. Good job, next one. Beautiful. 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 Next one. Job. Next one. Job. Job. Cầm môi. Job. 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 Good job. Job. Âm cuối cùng nào. Club. Club. Nó sẽ dí môi nó nhỏ nhỏ. Club. Club. Job. Club. 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 Đấy, được chưa? Còn riêng chữ giờ với cong môi lên phải dóp đâu nhá. Job. 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 Đấy bạn nhỏ nhà cô chưa về là ăn cơm, nó hôm nào mẹ nấu cơm thì ấy, còn không về là phải tự nấu ấy. Vừa đi học rồi nào, đi học với mẹ một cái nên là thành quen rồi, hôn gió quen rồi. Bạn ấy học thì cách nhà có tầm khoảng chưa đến 500 mét, bạn ấy tự đi hết, tự đi party. Ôi, sướng quá, gần quá. À, khu chỗ của cô ở thì bạn ấy học đi lại nó là trong nội khu rồi, nên là khu đô học thị ạ. Ừ, cô ở là khu đô thị, cách nhà có chưa đến 500 mét mà. Thế tiện quá. Cô mới gửi bạn ấy vào, ngày xưa là bạn học trường ngoài nhưng sau mới gửi vào học quốc tế. Thì khi học quốc tế à, thì đúng. Bạn ấy mới đầu mất khoảng 3 tháng đầu làm quen với các bạn. Các bạn ấy học trong trường đấy phải mấy năm rồi. Bạn là cô lớp Mới 4. vào chưa quen với phương pháp học, với cả từ vựng chưa đủ, hơi 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 theo, hơi mất một thời gian cô. 3 tháng thì bạn lên nhất lớp rồi. Con Cả cô mà. 3 tháng nhất lớp rồi. Bạn ấy tất cả các phương pháp cô đều là bạn ấy tự hết, tự học hết, chứ cô không có, gần như là cô không có động vào việc học của bạn ấy, mà chỉ là người định hướng thôi. Bởi vì là điều quan trọng nhất là chúng ta phải là cái người định hướng cho bạn ấy, chứ không phải mình là người mà giúp bạn ấy. Bởi vì trong tất cả mọi việc bạn ấy tự làm hết, chứ cô không có làm bất kể cái gì. Ví dụ bạn ra hỏi là cái này thì mẹ điện thoại đây, con ra con tra từ điển. Hỏi những cái gì đấy, bảo nhiều cái hỏi, bảo mẹ biết, mẹ không học mẹ không biết. Cái gì con học con biết chứ mẹ không học sao mẹ biết được? Không, mẹ biết mà không, cái gì mẹ làm gì có khi gì mẹ biết được. Cái cũng con học đi sao mẹ có học đâu mẹ biết được. Xong rồi cứ để cậu tự mày mò. Và nếu trong trường hợp mà không có làm được thì phải tự chịu trách nhiệm với giáo viên, chứ không có, mình không có chịu trách nhiệm gì cho các bạn ấy cái việc đấy. Nên là cách đào tạo bạn nhà cô nó cũng dân dã lắm, nhưng mà bạn ấy cực kỳ, tính cách là bạn ấy rất là khôn, nghịch, cũng cực kỳ là gọi là chơi thì cũng nhất luôn. Nhưng mà được cái rằng là mẹ thì biết hết tính cách nên là có bài hết rồi. Học cũng vậy. Bạn đấy Bye á, bye. các cô mà không cẩn thận là nó lắp nạt hết, Chips. các cô bắt nạt hết, khô lắm. Nhưng mà với mẹ thì không không qua mắt được mắt mẹ. Bài của nó bài gì mẹ đọc cái tận từ bên trong luôn này. Mà tốt nhất là đừng có dở bài mẹ. Nên là mẹ đào tạo là đấy, cứ về nhà buổi trưa là dọn dẹp nhà cửa, ăn xong rồi rửa bát sạch sẽ, xong rồi đi, đi về tối phải còn bát đũa nếu còn gì đấy thì rửa nhà, quần áo kia các thứ tự gấp tự ra phơi hết, quét nhà hút bụi nhà các thứ làm hết, không thiếu thứ gì cả, làm hết mới được đi chơi. Chơi thì cũng không thiếu đâu, bạn ấy thì cái học nhanh lắm, học nhanh lắm. Bởi vì là thực ra ấy, mình muốn biết cái khả năng nó đến đâu ấy thì biết ngay mà,
chỉ cần thử sức thôi, các bạn chỉ cần với một cái khả năng của bạn đấy, thì ví dụ như mình muốn đo lường bạn ấy để đặt mục tiêu cho bạn ấy, thì chỉ cần là đưa cho bạn ấy cuốn này và đặt mục tiêu là nếu làm xong cái này thì sẽ được cái này, thì bạn ấy sẽ gì ạ, làm nhanh nhất có thể, nhanh nhất có thể, lúc đấy biết ngay là nếu bạn hết sức bạn sẽ làm được này, còn nếu không hết sức nó làm uể oải oải ra, mình không có chỗ để đặt mục tiêu, lúc nào đặt mục tiêu phải đặt mục tiêu với cho bạn ấy. Nên là cô đặt mục tiêu cho bạn ấy 1 năm là 2 lớp đấy, 1 năm là 2 lớp, bạn ấy thừa sức 1 năm có thể 2 lớp được đó, bởi vì là thực tế thì nó cho học vượt mà bạn ấy chỉ học mỗi một cái ngày xưa tiếng Anh ấy, gần như cô không có chăm mấy đâu. Đi pha cà phê uống ha, buồn ngủ ha. Sẵn rồi cô. Mỗi một cái bộ 5 cuốn mà cô soạn đấy ạ, cái bộ 5 cuốn mà cô bảo là lớp mình đạt được thì cô sẽ tặng đấy ạ. Đấy, bộ đấy là cô soạn cho một số giáo viên khác soạn nữa, có một cuốn thì là cô không có dúng tay vào thì các giáo viên khác soạn thì cô không để tên của cô, thế còn lại một số cuốn là cô với cùng một số giáo viên khác thì là soạn ấy, thì soạn lâu rồi, soạn từ rất lâu rồi, thì cho bạn ấy viết từ năm lớp 1. Từ năm lớp 1 bạn ấy viết, đáng nhẽ nếu một cuốn đấy thông thường nó phải một trung bình 1 tháng mới xong đúng không ạ, nhưng cô đặt mục tiêu cho bạn đấy là làm viết hết cuốn này, hướng dẫn luôn nếu lớp mình được tặng, viết hết cuốn này mẹ sẽ tặng cho con một bộ Lego con ít thích. Thế nên là bạn ấy rất thích Lego bởi bạn sáng tạo cực nhanh luôn, những cái hình dạng hình thù bạn lắp thì nói chung là mẹ không thể tưởng tượng được, bạn lắp nhanh lắm, xoát 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 vài phút là đã xong một hình khác rồi, rất nhanh, tức là rất sáng tạo và rất thông minh. Thì ngày xưa là bạn thích cái đó nên cô cũng cho bạn ấy đi học 2 khóa lắp robotics ấy, để nó kích thích sự sáng tạo. Thì bạn ấy bây giờ thì sau đó đấy có 2 khóa thôi, xong cô không cho học nữa, tức là tất cả mọi thứ cô đều tạo nền trước từ cái năm trước 6 tuổi ấy. Là cho các bạn học hết, tức là mỗi một khóa cứ cho bạn học cái nền, các môn thể thao này, rồi toán tư duy này, tất cả, rồi kỹ năng này, tức là cho học hết trước 6 tuổi, bởi cái giai đoạn vàng mà, cứ kích hoạt hết của bạn lên, nên bây giờ cái gì bạn biết, cái gì cũng nhanh. Thì chỉ kích thích bạn, kích hoạt bạn như này, nếu con viết hết cuốn này, viết xong lúc nào thì con được phần quà đấy. Cô lên Shopee cô mua luôn sẵn rồi, cô về cô để trên tủ ấy kìa. Để trên tủ kìa. Hay sau đó thì cứ để trên đấy bảo bao giờ con viết xong cuốn này thì con sẽ được phần quà kia. Thế là gì ạ? Anh mắt cứ đảo đảo thích quá, thích lắm rồi nhưng không làm gì được. Đúng không? Là, bắt đầu phải ngồi viết, viết cho bằng hết cuốn đấy, mà mẹ yêu cầu là phải viết đẹp, không được viết ngoáy, viết xấu mẹ bắt viết lại, con phải tẩy đi con viết lại thì còn mệt hơn nữa. Đấy là lớp 1 nhá. Bạn ấy ngồi bạn viết trong vòng 1 tuần hết luôn một cuốn, đáng nhẽ phải 1 tháng, ít nhất phải 1 tháng mới hết được cái cuốn đấy, nhưng mà bạn viết trong 1 tuần hết sạch luôn. Và cái hôm cuối cùng bạn hết ý, trang cuối cùng là đúng 11 giờ đêm bạn xong rồi, bạn bảo mẹ ơi xong Có rồi. ý chí. Con được quà chưa, bảo đưa mẹ kiểm tra cho nào, kiểm tra xong bảo được rồi lên lấy quà, lấy xuống bảo cứ nhòm thích lắm. Thích đó. Mẹ bảo nhưng bây giờ 11 giờ rồi, đến giờ ngủ rồi, nên là bây giờ cất cái quyển đi đi đã, à cất cái đấy đi đã, mai mẹ cho mở và chơi cả ngày, nếu mở ra rồi là nó không ngủ đâu. Em bảo mai bắt đầu được mở và mai mẹ cho cả ngày để chơi, để xem, để nghịch với nó. Thế là anh ấy ngậm ngùi, anh ấy đi ngủ, hiểu không? Ngày hôm sau cho cả ngày chơi, cho 2 ngày chơi, sau đó tiếp tục quyển thứ hai. Thế mới biết rằng là cái khả năng nó nhanh như thế nào. Khả năng cực kỳ nhanh, 1 tuần bạn có thể gì ạ, học xong mấy cuốn của trường bạn luôn, tức là học rất nhanh, mình hiểu được, tức là mình biết được cái khi mà mình khích lệ nó bằng trong thời gian ngắn như thế nó làm được bằng nào. Nên là cứ như vậy, cứ bài như vậy và hết cuốn này lại cuốn thứ hai, lại tiếp tục xem quà gì bạn ấy thích, quà gì cứ thích cái gì thì mình lại bắt đầu lại tiếp tục, cuốn thứ hai con sẽ có quà này, cuốn thứ ba con sẽ có quà này. Nếu mà mình không biết sở thích của nó ấy, cứ lên Shopee mở ra có những cái trò chơi, những cái đồ chơi đây đây đấy, xem con thích cái này không. Ừ, có thích cái này không, có cái này không, có thích cái nào nhất, thích cái này, à rồi ok cái này thì thích cái này, hết quyển số 2. Mẹ đặt sẵn rồi, cứ lúc nào mà gì ạ, xong là có tiếp phần quà tiếp theo đó. Ngày xưa thì hồi bé thì bạn ấy thích mấy cái ô tô các thứ này kia, nhưng mà sau mẹ không cho ô tô nữa, mẹ toàn mua những đồ mà mang đi chất là giáo dục thôi đấy, hoặc là những cái thứ mà trông như kiểu những thứ nó rất là đáng yêu bạn ấy thích, những cái gì bạn thích hoặc những con thú bạn thích cũng được thì mua những thứ như vậy.
đó. Chứ còn con trai không cho những cái đồ mà nó hơi bạo lực một chút, những cái súng xiếc các thứ thì không nên mua. Tức là mình mua mình cũng phải biết lựa những cái gì đấy là cái tốt cho bạn ấy đó. Thế nên cô cứ làm như vậy, 5 cuốn bạn viết hết sạch, cô soạn hết, viết hết, và hết 5 cuốn đấy thì bạn ấy từ vựng bạn rất nhiều, bạn rất là tự tin. Tức là khi mà nói sau đó thì cô lại khuyến khích làm. Đợt đấy là rảnh thời gian thì là cô cũng kiểm tra cho bạn, nên là hướng dẫn bạn làm chủ đề nói. Tức là bạn ấy tự nói những cái chủ đề rất là cơ bản về hoạt động hàng ngày, những cái chủ đề nhỏ nhỏ đấy. Mà lúc đấy tư duy của bạn mới thấy rằng là bạn ấy tư duy cực kỳ tốt. Bạn ấy nói tận từ ngày lớn một mà bạn đã nói video 4-5 phút rồi, có những video tận 7 phút cơ ạ. Tức là bạn ấy nói ấy, tức là cứ nói và tự nghĩ ra những câu rất là hay. Tức là tự nghĩ ra những câu rất hay, mẹ không thể nghĩ được là bạn ấy nghĩ được nhiều những cái câu như thế để bạn ấy nói. Thế cứ giao chủ đề cho bạn ấy, chủ đề này mẹ hướng định hướng là thế này, con thì nói như này, kiểu 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 như này đấy, con nghĩ đi đấy. Tức là mình nói nhiều kiểu, kiểu kiểu cho bạn ấy thôi. Thế là bạn ấy tự bạn nghĩ ra, bạn ấy nói, xong rồi quay video cho bạn ấy. Nếu có thời gian thì quay video bạn nhiều thì bạn ấy sẽ nói rất là tốt luôn. Xong rồi quay video lên, xong rồi đăng lên YouTube, xong rồi ôi hôm nay video của con được nhiều người xem lắm này, cái này bạn thích, bạn rất là thích đó. Thế là như vậy kích thích bạn ấy, thế nên là khả năng nói của bạn cũng tốt, khả năng nói cũng tốt, khả năng nghe cũng tốt ạ. Đó, và từ vựng khả năng đọc bạn rất tốt. Mà cô cho viết hết 5 cuốn đấy xong thì một điều bất ngờ rằng là cô cũng không biết là khi bạn nhìn vào một cái trang A4 này, những cái cuốn mà cô soạn cho bạn ấy, tức là có những cuốn giáo trình của lớp 5 cả một trang giấy A4 này đọc, thế mà bạn bỏ ra bạn đọc vanh vách luôn. Tức là đọc vanh vách luôn và không, gần như là không biết nghĩa nhưng vẫn cứ đọc được hết, chuẩn hết, đọc chuẩn phát âm lắm, rất chuẩn phát âm đó. Phát âm thì bạn hóng của cô thôi, tức là cô dạy này này, bạn cứ hóng bạn bật theo, hóng bạn bật theo, thế là gì ạ? Phát âm rất là chuẩn. Rồi bé thì cô cho bạn ấy đi học mấy lớp mấy khóa, nhưng mà lúc đấy lúc 4 tuổi nhưng bạn chơi nghịch quá nên cô không cho học, bởi vì là cô giáo không quản lý được nó. Nó nghịch quá, nó nghịch, nó chơi, nó nhảy tưng tưng trong lớp ấy, nó không học đâu. Đó, thế nên là thôi cô không cho học nữa. Nó rất thích chơi. Thế nên là học phải quản lý được, thế là cô cũng chẳng cho học. Cho mấy khóa, học mấy khóa nhưng cô thấy nó không được hiệu quả lắm, thế cô cho nghỉ. Thế cô soạn cái đấy cho tự học đấy. Tự học và khuyến khích, ví dụ bạn thích xem chương trình trên trên mạng ấy. Các bạn cứ xem chương trình mạng thì ví dụ như là có những bộ phim nào nó thích ấy, thì cho nó xem, nhưng không cho xem bộ phim bạo lực, ví dụ phim hoạt hình hay phim gì đấy, nhưng cho xem bằng tiếng Anh. Bắt xem bằng tiếng Anh, ví dụ Doraemon muốn xem cũng phải xem bằng tiếng Anh, tiếng Việt mẹ không cho. Tiếng Anh thì ok. Thế là cứ cho nó xem tiếng Anh thôi. Đấy, thế là dần dần nó cũng quen. Và bây giờ tiếng Anh bạn vào quốc tế bạn bắt nhịp luôn, bạn nói chuyện với các cô bình thường luôn, tức là không bị sợ hãi. Đó, nên là đi rất là nhanh. Đấy thì cái cuốn nền tảng đấy thực ra là thì cô sẽ tặng cho lớp mình, nếu như tuần sau mà lớp mình làm bài tập đầy đủ của lớp giao tiếp thì tuần sau sẽ được tặng. Được chưa ạ? À, tuần sau thì sẽ tặng quà cho lớp, nếu như mà lớp mà học tốt, làm bài tập đủ và số lượng tham gia đủ. Tuần sau với điều kiện là phải trên 30 người, chứ không hôm nay là dưới 30 người đây này, không đủ Đây điều một kiện. số bạn xin phép rồi cô có đột xuất ạ. À thế à? Ờ. Thôi Vâng. tuần sau phải đủ 30 người thì mới tặng. Bởi vì là Vâng. không phải ai cô cũng tặng. Và tuần sau mà đủ còn tặng thêm quà nữa. Còn quà giá trị nữa, cô không thiếu quà, đầy quà. Nhưng mà quan trọng nhất là lớp phải tốt. Để chưa, lớp phải học tốt, bởi vì quan trọng là cô khi đã mở ra những lớp như này thì cái điều mong muốn nhất ý là các bạn phải đạt được kết quả. Còn nếu cô lan tỏa giá trị mà các bạn lại học mà nó lại phải đi học chỗ khác, hay là nó không vào được, nó không ổn được ý, bản thân mình cũng thấy buồn. Bởi vì là mục đích cuối cùng là đi giúp được cộng đồng, mà cuối cùng không đạt được mục đích đấy thì dạy nó buồn. Nên là cái thứ duy nhất là chỉ mong muốn rằng là giúp được cộng đồng Việt Nam mình được bằng nào thì hay bằng đấy. Cô thì cũng không quan trọng mình phải làm lớn hay làm bé hay gì cả. Mình trước đây thì mình nghĩ rằng là mình phải là ông to bà lớn gì mình có thể giúp được cộng đồng. Nhưng mà sau này thì cô thấy một điều, cô học cô biết rằng là mỗi người cứ làm tốt trong cái nhiệm vụ của mình là được, không cần thiết phải làm to làm lớn gì cả, mà cứ làm được tốt trong cái phạm vi cho phép của mình là được rồi. Thì mình cũng không cần thiết bên ngoài cộng đồng cái họ làm cái gì, họ như thế nào, nhưng bản thân mình cứ cố gắng nỗ lực nhất trong cái phạm vi mình có thể. Bởi vì không phải tự nhiên trong bao nhiêu con người ở Việt Nam mình thì duy nhất lại chỉ có cô là đời được được sáng tạo ra cái phương pháp mà xóa bỏ mất gốc tiếng Anh nhanh như vậy và hiệu quả như vậy.
Mặc dù nó rất đơn giản nhưng có phải ai cũng làm được đâu. Nó rất đơn giản, các bạn thấy không? Học từ những bước nó rất là cơ bản basic, từ cái bước rất basic, nhưng mà đi dần 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 mà các bạn có được nền hết rồi thì học tiếng Anh nó rất dễ. Đó, nên là thực ra là rất khao khát mong muốn rằng là để cho lớp chúng ta hết khóa mà chúng ta có thể tự học được là tốt nhất, rồi cô lại đi giúp các bạn khác. Đấy. Còn lại là trong những bạn nào mà cảm thấy là khi mà học hết rồi mà vẫn cảm thấy cần sự hỗ trợ của cô thì lúc đấy thì gì ạ, xin vào sau. Xin vào lớp thì cô chỉ ghép lớp thôi, bởi vì giờ lớp các lớp có phí của cô nó ổn định lắm, tức là gần như là kín hết, kín hết lịch. Đợt rồi lớp trẻ con là cô phải tạm dừng, chắc là cô phải cho dừng tầm khoảng 1 2 tháng. Cái lớp đấy là lớp thực ra là phụ nhờ, chứ còn cô không mở lớp trẻ con đâu, cũng không mở bởi vì là không có thời gian. Thì có một lớp thì cô phải cho tạm dừng bởi vì là nó quá lịch quá kín. Với đường nào các bạn đợt này đang thi, cô bảo thôi để cô cho dừng tháng để hè học tiếp. Các bạn đấy là lớp 4. Đấy. Thì gần như lớp của cô nó kín nên là không có lịch để. Còn lại nếu mà thực ra cô mà làm kinh doanh thì cô thuê đầy giáo viên chứ làm gì cô phải dạy cho mệt ra, đúng không ạ? Nên là thuê giáo viên mà làm chứ cô làm gì cho mệt. Cái thứ hai nữa là mình dạy, thực ra là dạy vì đam mê, dạy vì thích. Chứ còn nếu mà dạy mà không thích thì không có làm được cái này đâu. Nếu mà dạy vì tiền cô thuê người cô dạy tội gì. Hoặc là cô dạy ngồi đây cô dạy các bạn như này, đúng không ạ? Đó. Nên là rất là mong muốn rằng là lớp chúng ta khi mà đã học biết đến cô rồi thì các bạn học một lần thôi và quyết tâm, tức là quyết tâm bằng được. Bởi vì bản thân ý, cô có cố gắng đến đâu chăng nữa nhưng bản thân chúng ta mà không có quyết tâm ý, thì nó không đến đích được. Cái gì cũng vậy, chúng ta làm cái gì thì nó phải có sự nghiêm túc thì mới thành công, không nghiêm túc nó không thể đến đích được đâu. Nên là chúng ta hãy xây dựng được cái mục tiêu, tức là đã làm thì phải xây dựng mục tiêu, phải có mục tiêu mới thành công được. Giống như bạn là cô, là cô xây dựng mục tiêu cho bạn đấy, 1 năm 2 lớp thì sẽ có quà lớn. Đấy, cô bảo bạn ấy là 1 năm 2 lớp thì sắp tới hè nghỉ 1 tháng, mẹ cho 1 tháng đi vào Hồ Chí Minh chơi. Đấy, mình bảo như thế thì đấy là mục tiêu. Tức là phải có mục tiêu cho bạn đấy thì bạn ấy có mục tiêu bạn tới. Mà cũng nói chuyện với giáo viên của bạn luôn. Để bạn ấy, giáo viên bạn cũng vạch mục tiêu ra, ghi hẳn luôn bảng kế hoạch mục tiêu luôn là một ngày bạn phải học bao nhiêu chương, bao nhiêu bài, như thế này. Phải như thế này thì mới đạt được. Đấy, tức là nó phải có cái mục tiêu cụ thể rõ ràng ấy, thì chúng ta mới đến đích nhanh chóng được. Còn nếu không mục tiêu cụ thể chúng ta thế nào cũng được ấy, thì kết quả nó cũng thế nào cũng được. Con hiểu như thế không ạ? Đấy, thế là việc học tiếng Anh của chúng ta cũng vậy. Chúng ta cũng xây luôn mục tiêu học tiếng Anh là ví dụ mỗi ngày các bạn chỉ cần bỏ ra tầm khoảng 30 phút. Mỗi ngày 30 phút thì trong vòng 6 tháng là chúng ta nói tiếng Anh khá tốt ở dạng basic rồi. Khá tốt ở dạng basic nếu theo đúng phương pháp của cô. Đó, thế nên là chúng ta cứ làm như vậy trong vòng 6 tháng thì các bạn thành công. Chứ còn để tiếng Anh mà đòi nhanh ngay ấy, không có đâu, chẳng có cái phương pháp nào nhanh được mà phục phát được trong vòng 3 tháng mà lại ngon ngay, không có đâu các bạn ạ. Bởi vì các bạn hiểu này, để xây được một lượng từ vựng lên nó phải có thời gian nó đút vào đây. Nó phải có thời gian tiêu hóa. Một lượng ngữ pháp nó cũng phải có thời gian để nó còn tiêu hóa. Đúng ạ, sau này cấu trúc nắp vào nó phải có thời gian để nó tiêu hóa vào. Phải speak nó ra, xong còn nghe nữa. Chứ đâu phải đơn giản đâu. Phát âm nữa. Tức là không thể nào mà các bạn một sớm một chiều có thể làm ngay được. Nên là chúng ta cứ đặt mục tiêu dần dần và từ từ và không có để ảnh hưởng đến công việc của mình. Đó, nếu như mà mình dồn quá một lúc ấy, thì mình sẽ bị căng, mình bị căng thẳng. Đấy, thế nên rằng là gì ạ? Không cần phải quá căng thẳng mà cứ như thế này thôi. Mỗi buổi trưa dành ra tầm khoảng 30 phút. Đấy, dành ra như vậy để học. Hoặc là buổi sáng sớm mình dậy. Trước khi đi làm 30 phút cũng được, dậy sớm hơn 30 phút tập. Đấy, hoặc là buổi tối trước khi đi ngủ cũng được, tóm lại là tùy bất kể lúc nào nhưng mỗi ngày phải có đều đều như vậy ạ. Thì nó mới ra được, chứ còn đến giờ sát giờ mới làm, đến giờ sát giờ mới làm thì đương nhiên rằng là nó cũng lên nhưng nó không thể lên nhiều, nó không thể vào trong này một cách sâu sắc được. Hiểu chỗ này không ạ? Đấy. Rồi. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ gì ạ? Vào tiếp tục âm tiếp theo nhá. Âm pờ. Âm này ra âm hay ra hơi cả lớp? Dạ hơi. Đúng Để rồi. hơi. Rồi, tập như thế nào ạ? Ừ, mí Tính môi và bật tôi. ra. Đấy. Mí môi và bật. Good job. Good job. Good job. Vào từ pen. Hand. Paper. Paper. Keeper. People. Prepare. Prepare. Bờ cuối này, shop. 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 Keep. Shop. Keep. Keep. Sho Keep. căng môi, sheep. 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 Đấy, cứ bờ cuối ra hơi, được chưa?
Đấy, chứ không đọc people, people, paripe, không đọc thế đúng không? Xong rồi, chúng ta sẽ sang slide của buổi ngày hôm nay. Thực ra học phát âm rất dễ, rất nhanh, không có khó tí nào cả. Học như đi chơi, nhưng cái quan trọng nhất là về nhà tập thành thói quen ạ. Nếu khi mà bật đến đâm bờ một cái, nhớ ngay làm bím, bím dí chặt cái môi vào. Bà, baby, bà, jump. Đấy, tức là khi đến năm đấy thì tập để thành cái miệng nó thành thói quen, tự đến lúc đấy miệng nó tự nó mím vào. Pờ thì tự nó mím lại. Pen, paper, people. Tức là tự tập như vậy ạ, để thành thói quen ấy, thì nó phải như thế. Nên tập nhiều sẽ thành thói quen. Còn phát âm mà chúng ta mà không tập nhiều thì nó hôm nay làm được, mai nó mất. Nó thói quen của tiếng Việt nó sẽ nhảy vào ạ. Đó. Được chưa? Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ sang âm tiếp theo, âm ra hơi, âm từ ạ. Ra hơi. Dễ cực. Nếu mà mình đọc tờ ấy, ti, top, ten thì không được. Đấy là, các bạn hiểu là người Philippines là một, Singapore là hai. Thì những cái âm ra hơi này này, nó ra âm hết. Chắc có thể là do cái môi trường bên đấy. 10 người thì phải 8 người. Toàn ra hơi, ra âm hết ạ. Chỉ có tầm khoảng 2 người là có thể tập được âm ra hơi thôi. Nên nó toàn đọc ti, top, ten. Nó đọc thế à, tóc tóc. Và giao tiếp với anh Singapore bạn biết rồi đúng không? Nó toàn như thế thôi. Em Philippines cũng vậy, toàn đọc thế là prepare, prepare. Tức là nó ra âm hết. Nhưng người Việt Nam mình thì âm ra hơi rất dễ. Việt Nam mình tập âm ra hơi, đọc đọc phát được luôn. Hướng dẫn phát được luôn đúng không? Pờ vừa bẻ mấy môi và bật ra ra được luôn đúng không? Đấy, nên là rất là dễ đúng không? Thế chữ tờ này cũng vậy này. Đầu lưỡi trên chân răng. Đấy, đầu lưỡi trên răng này. Đó, bật này. Chữ tờ giống tờ Việt Nam ấy. Đây. Đúng rồi. Good job. Good. Đã, tiếp tục. Đấy, và từ này. T. Thì Đúng rồi ạ. Top. top Ten. top Teacher. Teacher. teacher Teacher. Đấy, teacher teacher dễ không ạ? T. teacher T. Top. teacher Top ten. teacher Không teacher đâu nhá, ra hơi này. Teacher. teacher Teacher. teacher Teacher. Teacher. teacher Good job. teacher Đấy. Lớp buổi tối là hôm trước là được cô tặng quà rồi ấy. Lớp buổi tối là học tinh thần cũng tốt phết đấy. Đông đạt chỉ tiêu lớp đấy là cũng bài tập được hơn 80% đấy. Cũng khá là tốt. Cô đang nhờ bạn học trò bán đi in rồi. Cô sẵn sàng cô in tặng mỗi một bạn là ví dụ như có con ấy, thì cô sẽ tặng đó. Thì sau đó cô cũng gọi chuyển phát, cô cũng chưa chuyển gửi bao giờ đâu, thì gọi cho bạn ấy tức là sẽ giúp để chuyển chứ các thứ đến từng địa chỉ của các nhà bạn luôn đó. Wow, xịn Đấy, lớp buổi xò tối là hôm nay là cô đang nhờ bạn học trò bạn in cho, quý cô cũng hơi bận, bạn học trò thì bạn ấy đi in rồi, tí bạn mang lên đây đấy, in 50, mỗi một cái là 50 cuốn rồi đấy. In ra sau đó tặng, tại vì ngày xưa thì cô có tặng được bản mềm nhưng mà bây giờ các giáo viên không cho, các giáo viên khác thì tại vì là cùng ấy mà, thế nào họ không có cho tặng như thế, bởi vì thực ra là các giáo viên khác họ bán đấy, họ bán mà cô mà đem cô gửi như thế thì không được, thế nên là thôi thì cô đành in cô tặng đấy. In tặng thì không sao, in tặng thì không sao, nhưng mà nếu mà gửi bản mềm thì mọi người gửi lung tung hết cả, nói chung là cũng bị public ra ngoài nhiều rồi. Đợt trước cô gửi nhiều. Đợt trước là cô gửi cho các bạn in đấy. Gửi tặng ấy, nhưng mà các giáo viên không cho nữa, mình tôn trọng người ta, bởi vì là cùng một team làm chứ mình có phải mỗi mình của mình đâu mà mình quyết đúng không? Thế là bây giờ thì cô không có gửi nữa, thì bởi vì là nó ảnh hưởng đến các giáo viên khác. Thế bây giờ thì cô sẽ in ra cô tặng. Cô thì cô không bán, các giáo viên khác bán nhưng cô không bán, bởi vì là cái gì cô tặng được thì trong phạm vi cho phép thì cô cứ tặng thôi, chứ bán nó cũng chẳng được bao nhiêu cả. Chính xác thì vì sách vở các thứ này kia thì cái quan trọng nhất nó quý ở cái chất xám làm ra ấy. Nên cô bảo là bán nó sách nó được bao nhiêu tiền đâu đấy.
Mấy chục nghìn đến mấy trăm nghìn nó không giải quyết vấn đề gì cả. Thế thì cô bảo thôi thì cứ in ra tặng cho mọi người, vì là mình làm được. Cô cũng không phải là để mấy cái đấy, cũng không phải là xác định để làm kinh doanh cái đó, vì là kinh doanh có rất nhiều cái để có thể làm. Với cô bây giờ thì nói chung là về bảo mà tiền nó không phải cái giá trị quan trọng nhất trong cuộc đời cô, vì trước đây thì có thể làm được rất nhiều tiền nhưng nó cũng mất hết mà. Cái quan trọng nhất trong cuộc đời của mình là đem lại giá trị cho mọi người. Thì khi mà mình đem lại giá trị đủ lớn cho mọi người thì thực ra là giá trị lớn nó cũng sẽ tự trở về mình mà. Nên là sau này thì các bạn cũng sẽ hiểu được. Thì cô chỉ hiểu ra cái nguyên lý này thì nó cũng chỉ chắc đi khoảng 3 năm thôi. 3 năm thôi. Còn trước đây thì vẫn cho đi, thực sự là trước đây là cho đi, là cho đi kinh doanh. Các chương trình mất gốc mà ngày xưa cô dạy miễn phí mà trong 2 ngày ấy, đúng là cho đi kinh doanh. Bởi vì rằng là sau đấy thì đằng sau cô là trung tâm cô mở mà, thì đương nhiên nó phải có tiền để vận hành chứ, đúng không ạ? Thế nên rằng là nhưng mà mình cho đi như vậy để mình kinh doanh cũng là cái tốt, bởi vì thực ra mình cho đi thực, mình cho đi thực và mọi người cảm nhận thực và mọi người đăng ký thì đó là một điều rất là đúng thôi. Còn ở ngoài kia thì họ quảng cáo kinh doanh sản phẩm hay, quảng cáo hay nhưng sản phẩm dở thì đầy ra, đúng không ạ? Nhưng mà cái quan trọng nhất là như vậy cũng là cái tốt rồi. Nhưng mà đến bây giờ thì gần như là cô không có, không run cái business nào nữa, tức là không có hoạt động làm kinh doanh nữa, mà chủ yếu bây giờ là cô dạy gần như là mang tính chất là cá nhân và đi cho đi đấy. Nhưng mà cái lớp tiếng Anh của cô thì lúc nào nó cũng đông, nói chung là kể cả lớp có phí lẫn miễn phí thì lúc nào cũng đầy không thiếu đó. Thì cứ cho được cái gì thì cứ cho tặng cho cộng đồng, để cho lớp chúng ta thì, bởi vì cái thời kỳ này nó cũng là cái thời kỳ rất là khó khăn rồi, kinh tế rất khó khăn. Thực ra trong những lớp của cô, những lớp có phí thì cũng đầy những bạn mà học gia đình khó khăn, cô cũng tạo điều kiện cho học mấy năm luôn, có khi cả gia đình cô cũng tạo điều kiện cho học đều miễn phí. Tức là gần như là những trường hợp mà khó khăn thì cô cũng giúp đỡ, bởi vì mình cũng đi từ những lúc như thế mà trở lên mà, chứ không phải là cô cũng phải gia đình khá giả. Theo gia đình nhà cô, gia đình thuần nông, gia đình thuần nông hết, mà riêng đầu tiên cô là người đầu tiên được ra ngoài học đại học đấy đó. Thì cũng trải qua hết thăng trầm trong cuộc sống rồi, cuộc sống nó bề bộn rồi, căng thẳng rồi, lên xuống, đến hố cũng xuống, gần như xuống rồi đó. Thế thì bây giờ thì mới nghiệm ra cái giá trị lớn nhất trong cuộc đời của mình nó là cái gì. Nó đâu có phải là tiền đâu, nó tạo giá trị nhân văn cho cộng đồng là tốt nhất. Nên là cái gì mà cứ tạo tính cộng đồng và tốt cho cộng đồng thì cô thì thường là hay tham gia. Chứ còn lại bây giờ để mà run một cái business gì thì với khả năng của cô thì nó không thiếu khả năng chốt sale của cô, hay là khả năng để mà run business ngoài kia thì cô làm rất là tốt. Vì thường ra những cái lúc mà hội trường cô đứng, cô cũng đến đứng những cái hội trường có tầm hơn nghìn người là chuyện bình thường, cô cũng đã đứng hết rồi đó. Nhưng cái mà mình thích thì đam mê thì mình làm thôi, chứ không có làm theo một cái việc gì đó mà mình có thể kiếm được nhiều tiền. Bởi vì kiếm nhiều tiền mà nó cảm thấy nó không thoải mái, nó không vui vẻ thì nó không phải là thứ giá trị lớn nhất mà mình hướng tới. Mà cái mà cô hướng tới nó là thứ khác, và sau này các bạn cũng sẽ có cơ duyên thì sẽ được chia sẻ và tâm sự sau, đúng không ạ? Bây giờ thì cứ biết ở trên cái lĩnh vực là tiếng Anh đã, đúng không ạ? Rồi, ok. Rồi chúng ta vào từ đọc nhá. Tờ đầu lưỡi chân răng, là bạn cứ đặt đầu lưỡi chân răng mà ra hơi này. Cứ cho đầu lưỡi chân răng của bật ra là xong ạ. Hơi ạ. Cứ cho. Rồi, đấy. Và cuối một chữ này, ví dụ thẳng. Đầu lưỡi chân răng, thẳng. Đấy. Hụt. Ở miếng môi này, hụt. Đây ạ. Bọt. Rồi đấy, và như thế chúng ta lưu ý chỉ riêng nhất, chỉ có ngoại trừ trường hợp ST stờ ấy, ST đi với nhau ấy thì chúng ta không đọc giống như đấy mà đọc giống tờ Việt Nam. Nếu ST với đi với nhau thì tờ đọc giống tờ Việt Nam là ra âm, được chưa? Còn các trường hợp khác ra hơi hết. Nào bắt đầu đầu lưỡi chân răng đọc T Thì top học teacher. Rồi đi mí môi hụt chợ tờ này, stop 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 good job, next one stop 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 next one photo stop good job photo. photo Rồi xin mời cả lớp tự đọc chị good job chị next one học stop học good job teacher next one teacher teacher good job next one put put.
Good job. Next one. Stop. Stop. Good job. Next one. Total. Good job. Total. Total. Good job. Đây chúng ta có thấy đúng không? Tờ tờ đây đọc giống tờ Việt Nam đúng không? Tờ tờ giống tờ Việt Nam đúng không? Nhưng cái tờ này nó lại ra hơi này. Tờ này thì nó cuối một tứ chữ nên phải ra hơi. Stop. Đấy, được chưa? Ok. Đây, âm đờ ra âm ạ. Đờ, quay lưỡi vào trong. Đấy. Ra âm ạ, không phải đờ Việt, đờ, đờ Việt Nam, đờ đẫn đâu nha. Mà đờ tiếng Anh nó rung, nó rật hơn này. Quay lưỡi trong này. Đây, đầu lưỡi chân răng này đúng không? Này đúng không? Là chữ tờ đúng không? Bây giờ quay vào trong nữa. Ừ. Quay vào trong một tí nữa. Để đấy, xong đặt tay chỗ này. Không có đờ, đờ, đờ này, mở miệng đây nhá. Mà gẩy vào trong này, xong gẩy ra ngoài này. Đờ. Đấy, tức là cho vào trong xong gẩy đầu lưỡi ra ngoài ạ. Đọc này. Đờ. Đờ. Good job. Đờ. Đờ. Good job. Đờ. 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 Đấy. Nên là vào từ nhá các bạn đấy á. Bình thường mình đọc đây đúng không? Đây. Đấy là đờ, đờ của Việt Nam mình. Nhưng quay trong này. Bạn chỉ cần quay lưỡi trong một cái khác này. Đây. Đây. Quay trong phải đọc luôn nhá. Phải đọc rồi ạ. Quay lưỡi trong nó khác hẳn luôn này. Đọc. 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 Đọc đia đúng không? Đia đấy là đờ tiếng Việt mình lưỡi thành đờ đây. Đúng không? Nhưng mà lưỡi quay trong này. Dear. Bình thường phải đọc đo đúng không? Đo là đờ. Thằng lờ đúng không? Quay lưỡi trong này. Door. Open the door với lại open the door khác nhau nha. Đấy. Nhưng mà cái quan trọng nhất là cái lưỡi, lưỡi anh ta nó cong dần vào trong cho nó quen. Bởi vì có bạn thì chưa quen cong lưỡi lắm đúng không? Bởi vì là lâu rồi lưỡi nó không dùng. Nói tiếng Việt như này này là nó cứ gì ạ? Đột lưỡi ra. Trật tự đã. Rồi ok. Khi mình nói tiếng Việt thì cái lưỡi mình nó chỉ đẩy lên đẩy xuống này này. Đấy, đấy, thấy không? Như này. Khi nói như thế này này. Đấy, nó cứ mấp máy như thế thôi. Thế nên là cái lưỡi nó bị cứng. Nên là bây giờ chúng ta mới tập nó cong lên là nó hơi khó một tí. Được chưa? Nhưng không sao cả. Cứ tập đi, cứ tập xong nó khắc mềm hết vì lưỡi có xương đâu. Được không? Cứ tập đi ạ. Nó khẽ dẻo. Tức là bạn tập các kiểu lưỡi. Lúc phải cong, lúc thì lên, xong rồi lúc thì uốn. Thì nó thành quen và cái lưỡi của bạn nó sẽ trở nên rất linh hoạt. Nói của bạn nó trở nên hoạt ngôn hay không, nó ở cả nằm ở cái lưỡi. Cái lưỡi bạn nó dẻo, nó mềm. Thì nói nó sẽ rất hoạt ngôn. Và nó gì ạ? Cảm thấy nói nó rất là tròn vành, rõ chữ và rõ ràng. Đó. Nhưng mà cái lưỡi bạn nó cứ cứng đờ như thế này ạ. Nó nói như này ấy, thì nó sẽ không thể nào mà gì ạ hoạt ngôn được, được chưa? Nên tại sao khi các bạn nghe cô nói thì các bạn thấy rằng là gì ạ, nó khác, nó rất là khác biệt đúng không ạ? Thấy nó khác biệt hơn những người khác chia sẻ, người khác nói đúng không? Bởi vì rằng là gì ạ, những người học tiếng Anh mà chuẩn được tiếng phát âm tiếng Anh ấy thì cái lưỡi nó rất là linh hoạt, nên khi nói tiếng Việt cũng vậy, nó trở nên hoạt ngôn hơn rất là nhiều. Và một phần nữa các bạn thấy cái giọng của cô nó hơi hơi trầm một chút là bởi vì là nó có pha một chút tầm khoảng 20 đến 30% cái voice họng của tiếng Anh. Tiếp theo cái ngữ điệu khi cô nói tiếng Việt ấy, thực ra nó là ngữ điệu của tiếng Anh chứ không phải ngữ điệu của tiếng Việt đâu. Tiếng Việt mình không có ngữ điệu giống tiếng Anh đâu. Tiếng Việt mình ngữ điệu nó cứ kéo ngang này này, nên là cái giọng nó rất là không được, nó không được trầm bổng và nó không có uy lực. Nhưng mà tiếng Anh ấy thì cái ngữ điệu của nó rất hay chỗ nó jump xuống hoặc nó đi thẳng lên như này, thì khi mà nói người ta cảm giác nó rất có sức sống. Đấy, nó kiểu kiểu như thế và nó cảm giác là có cái trọng lượng. Đó, thì các bạn cứ tập đi thì một thời gian cái lưỡi nó dẻo đi thì nói tiếng Anh nó rất là dễ. Đó. Nên là những người học phát âm tiếng Anh xong ấy thì nói tiếng Anh cảm thấy nhẹ nhàng, tức là không có cảm giác bị cứng lưỡi, không cảm giác sợ sai. Nhưng mà những người không học tiếng Anh mà nhảy thẳng vào học cái học giao tiếp ấy thì khi nói nó cứ như tiếng Việt ấy, nó buồn cười lắm mà không nói nó không có cảm xúc. Khi mình nói nó như tiếng Việt nó không có cảm xúc ấy, thì mình sẽ không có cảm thấy thích học tiếng Anh. Nên mà khi mình phát âm tiếng Anh chuẩn rồi mình rất cứ thích có cảm xúc của tiếng Anh. Giống như ngày xưa cô mới tập được cái phát âm tiếng Anh tốt ấy, thì mình cứ đi tìm những cái đoạn nào tiếng Anh dài dài để mình đọc. Cứ tìm một đoạn nào tiếng Anh dài dài đọc, mình thấy nghe giọng mình nó cứ hay dần lên mình thích. Đấy, từ nên nó có cảm xúc, thế là thích học tiếng Anh thôi. Được chưa? Nên là thực ra cái não bộ chúng ta ấy, nó cũng giống như một đứa trẻ thôi. Chúng ta đánh lừa nó dễ cực luôn. Cái tiềm thức như một đứa trẻ luôn, đánh thức cực, đánh lừa cực kỳ dễ. Nên là chỉ đánh lừa bằng cách là chúng ta cứ tạo cho mình một cái cảm xúc mình thích. Khi mà thích rồi thì làm cái gì nó cũng thích. Còn nếu mà nó mình học mà men chết mình ép buộc ấy thì một lúc đấy nó chán, nó Liverpool luôn, hiểu không ạ? Nên là chúng ta cứ để cho gì ạ, cái tiềm thức của ta nó thích học. Đó, thích học bằng cách đấy chúng ta cứ tập thì nó hay dần. Cô thì thường các bạn lên level cơ bản hay hướng dẫn các bạn làm một kênh YouTube.
Sau đó thì cứ mỗi lần làm video post lên đấy. Đấy, xong rồi giải link khắp cho mọi người đọc. Mọi người đọc, mọi người nghe, mọi người thấy ừ hay thế, hay thế. Thì tự nhiên mình thấy người ta được người ta khen mà. Khen lần sau mình lại có động lực mình làm tiếp video mới. Người ta cũng thích nghe mà. Thế là cứ làm thôi, mà tự nhiên mình làm như vậy thì dần 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 mình nói tiếng Anh ngon lúc nào cũng biết. Giống như lớp buổi sáng ấy, cô cũng hướng dẫn các bạn ấy, cái lớp mà cô bảo các bạn mà trở nên thành giáo viên tiếng Anh rồi ấy, đấy là hôm trước bạn ấy nói, tức là một bạn của bạn ấy nói cô biết ấy. Thì lớp đấy là buổi sáng các bạn ấy hay làm video, thì cô hay cứ mỗi một chủ đề cô dạy kỹ lắm. Các bạn ấy nói một chủ đề, bạn nói tầm khoảng 5, 7, 8 phút là chuyện bình thường đấy, xong cứ đăng lên YouTube như vậy, đăng lên đấy, xong nhiều người xem, nên là tự nhiên người ta có động lực, mình rất muốn sản xuất video tiếp theo, nhiều người đang muốn nghe đấy, người ta khen mình thích đó, thế nên là mình muốn làm bởi vì mình thích. Thì nó khác là việc là mình phải làm, mình phải làm thì nó khác và nó cảm thấy nó áp lực, đúng không ạ? Nhưng mình làm bởi vì mình thích thì rất là sướng đó. Nên là tại sao cô duy trì được những lớp tiếng Anh này nó lâu dài, là bởi vì bản thân mình dạy mình cảm thấy nó rất là thích, chứ không phải là riêng kiểu mình bắt buộc hay là mình phải làm cái điều này thì nó lại khác, năng lượng nó cũng sẽ khác ngay, đúng không ạ? Rồi đây chúng ta để ý nhá, đây không đọc đây, quay lưỡi trong ạ, đây không đọc đó, quay trong này, đọc Dạ. đấy, không đọc đo, quay lưỡi trong, door đấy, Đò. không Đò. đọc đét đi, thò lưỡi ngoài đét đi, mà quay lưỡi Đã trong này, đẹp đi, đã đúng đi. không ạ? Không đọc đờ rên là đờ muốn tiết, rên là muốn tiết rồi. Quay lưỡi vào trong nó sẽ tự nó sâu này, nó tự nó ra này. Drain. Drink. Drain. Drink. Đấy, drain. Drink. Cứ quay lưỡi vào trong ạ. À. Được. Đấy, Drink. quay trong như vậy ạ. Đấy, drain. Drain. Đấy, door. Đó. Daddy. Daddy. Được chưa? Đấy. Nhưng các bạn lưu ý này, âm này là âm gia âm. Vì thế ở cuối một chữ nó đọc nhỏ bằng gì? 2 phần 2 3. phần 3 âm trước nó, đúng không? Vậy các bạn lưu ý nhá. Nếu âm này lưỡi mà quay vào trong như này, phật ra ngoài, thì cái lực âm nó rất là mạnh. Nên để nhỏ bằng 2 phần 3 thì lưỡi sẽ không phật ra ngoài nữa. Mà lưỡi đang ở trong như này, đúng không? Đang cong như này, đúng không? Gẩy vào trong một tí nữa là được. Gẩy một tí ở trong. Chứ chúng ta không gẩy phật ra ngoài nữa, mà gẩy vào trong. Xong đó mới xong rồi bắt đầu mới thả lưỡi ra ngoài. Quan sát cô làm này. Đợi. Đập. Rồi, 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 Gãy vào trong. Đập. rồi, Đấy. rồi, Đập. Đấy. rồi, Đập. rồi, rồi, Đập. rồi, 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 Đấy. Tức là nó gãy vào trong thì nó sẽ gì ạ? À? Nó sẽ nhỏ. rồi, rồi, Đấy. rồi, rồi, Ban đầu nó thể chưa quen, các bạn có thể gãy nó hơi to tí. Nhưng mà dần dần nó quen rồi ấy, thì nó sẽ nhỏ dần. Nó chưa nhỏ được ngay đâu, bởi vì lưỡi các bạn nó đang Rồi. cứng mà. Có Rồi. thể là nó chưa được nhỏ ngay thì thôi được, ban đầu nó hơi to tí cũng được. Xong dần dần nó điều chỉnh dần. Đây ạ. Đấy. 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 Được. Đấy. Cứ gảy đi, gảy cho nó quen. Rồi. Ví Rồi. dụ mình vào từ nhá. À, từ cái giường ấy, mình không đọc bed không đâu ạ, mà là bed. Bè. Bed. Bè. Cái từ gửi ấy không đọc send không nhá, hay sender nhá, không phải thế ạ, mà là send. 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 Được chưa? Send. Đấy. Send. Đấy. Mình từ tiêu tiền mình không có dùng là spend không nhá, hay spender không nhá, mà đọc này. Spend. Spend. Được chưa? Spend. Spend. Được chưa? Spend. 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 Good. Spend. 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 À, good job. Đấy, như vậy, được chưa? Dễ không ạ? À, cứ về tập nhiều nhé, cho cái lưỡi nó vào trong một chút là nó sẽ quen thôi. Đấy, từ tuổi không âu không nhé, mà là old. 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 Ví dụ như bố mẹ tôi đã già rồi, không nói là my parents are very old, nói là my parents are very old. Very old. Đấy. Old. Đấy, nó sẽ phải đọc như Old. vậy. Đó. Đấy. My parents Tiếp theo nhá, are từ very đờ cuối này. old. Hand. Hand. Hard. Đọc đi. Hard. Hand. Hard. Đúng rồi. Ok, cả lớp đọc lại một lượt ạ. À. Quay lưỡi trong. Đây Quay lưỡi. đây Day. Đúng rồi. Tiếp tục đây nào. đây Dog. đây Tiếp tục nào. đó Door. Good girl. Tiếp tục nào. đó Daddy.
Tiếp tục Rain. nào. Rain. 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 Tiếp tục nào. Old. Old. Tiếp tục nào. Old. Hard. Card. Very good job. Card. Card. Rồi. Tờ và đờ. Tờ đầu lưỡi chân răng ra hơi. Đờ quay lưỡi trong ra âm. Đ. Tờ đầu lưỡi chân răng. Đờ quay ở trong nữa. Đ. Tờ ra chân răng. Đờ quay ở trong. Đ. Good job. Rồi. Ở đây này, đầu lưỡi chân răng này. Tr. Quay lưỡi trong. Dr. Do. Đúng rồi. Đây, ra ngoài ở cuối nhá. Send. 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 Tiếp theo. Send. 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 Next one. Cut. Cut. Đẩy vào trong. Cut. Cut. Next one. Right. 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 Đẩy vào trong. Right. 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 Đúng rồi ạ. Chain. Chain. Quay trong. Drain. Drain. Good job. Rồi xin mời cả lớp đọc từ đầu tiên. Two. Tr. Quay trong. Do. Do. Tr. Good job. Next one. Then. Send. Đẩy vào trong. Send. Send. Trên Good job. Next one. cut Cut. cut Next one. Cut. cut cut Good job. Next right one. right Right. Quay right trong. right Right. right Next one. chain Train. chain Quay trong. chain rain Rain. rain Very good job. Xong. Âm tiếp theo này. Âm N. Ra âm ạ. rain Ra âm. no Ở đầu. N ở đầu và giữa một chữ. Đọc giống N của Việt Nam. N ở đầu và giữa một chữ thì đọc giống N của Việt Nam. Nào, bây giờ N Việt Nam mình đọc thế nào nào? Ở đây có bao nhiêu bạn Ngọc? Nào. Bao nhiêu bạn Ngọc giơ tay? Nào. Một, hai, ba, bốn. Bốn bạn Ngọc à? L với N à? Cô Quang Giang này, Ngọc cả tính. Ngày xưa là cô Ngọc L với N là tất cả các loại N thành L hết. À, mà thậm chí Ngọc đến mức là không biết là viết là N cao hay N thấp trong từ này nữa không? Không biết luôn. Mà ngày xưa đi tập rất nhiều, tập đủ các loại câu này câu kia mọi người dạy mà không tập nổi, không sửa nổi. Thế nhưng mà gì ạ? Khi mà bắt đầu học phát âm tiếng Anh này, từ lúc học với phát âm tiếng Anh này bắt đầu cô sửa được luôn. Bởi vì khi hiểu được bản chất cái sửa được luôn. Biết vì sao không? Hầu hết những người mà không ngọng ấy, họ đặt lưỡi chỗ nào họ cũng đọc chuẩn hết ạ. Thử đọc mà xem. Bây giờ lớp chúng ta thử đọc chữ N chuẩn nào, những bạn không ngọng nào, đọc đi. N. Nào. Nào. N. Nào. 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 N. Nào. Để ý xem cái lưỡi nó ở đâu. Nào. Nào. Lưỡi nó đặt đâu? Dưới. Răng. 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 N. Ở đâu nữa? Nào. Dưới. Vòng trên họng. Vòm trên. Dưới. Chỗ nào nữa? Nào. Vòng dưới cũng được. Vòm dưới nữa. Nào. Không, nó hơi chạm vào răng cái chân ở đầu Nó của hơi cái chạm dưới vào cái cái chân phân răng. lục ạ. Ừ. Hơi chạm Bắt thôi, động gần phía vòm bên trên ra của cái răng ấy. Đúng không ạ? Thấy không ạ? Tại sao chỗ nào cũng thấy, những người không ngọng mà đọc chỗ nào, đặt chỗ nào đi chăng nữa thế nó cũng chuẩn đúng không? Đúng không ạ? Thế nên là những người mà không ngọng ấy không dạy nổi những người ngọng đâu. Bởi vì sao? Mình đặt chỗ nào mình đọc cứ chuẩn. Nên là khi mình dạy người ta ấy, mình bảo mình đặt chỗ này vào chuẩn thì mình cứ đọc thế. Nhưng mà cái người bị ngọng ấy, đặt chỗ đấy không bao giờ chuẩn được. Người bị ngọng đặt chỗ đấy không bao giờ chuẩn được, không bao giờ nói được. Nên ngày xưa cô cũng bị dạy như trong chóng là người thì bảo đặt chỗ này người và đặt chỗ này người đặt chỗ sao đặt chỗ nào đấy mà đặt chỗ này đọc vẫn hệt chẳng khác gì cái lời cao cả. Vì sao? Bởi vì là khi không ngọng bạn đặt chỗ nào cũng được nhưng của âm N đấy không phải là đầu chân răng hay chỗ chỗ này đâu. Chuẩn của âm N ấy nó phải quay lưỡi giống hệt chữ đờ, quay vào trong. Ừ. Quay thật vào trong. Đấy là chuẩn nhất đấy ạ. Dạy người ta phải dạy như thế ạ. À, qua cho lưỡi trong đây, đọc nở xong là ra ngoài nở dạ nở đúng rồi nở good nở good job nở thấy chưa nó phải như thế chứ phải bây giờ cô không ngọng rồi thì cô đặt chỗ nào cũng được nhưng khi cô dạy các bạn cũng phải dạy chuẩn như thế đúng không đó thế nên rằng cô sau khi cô biết rằng à hóa ra là vị trí lưỡi của chữ n với chữ đ nó giống nhau
không khác nhau tí nào cả. Khi từ khi cô biết thế, cứ khi cô nói chữ n cô uốn lưỡi vào trong một tí, n n n, thế là gì ạ? Cứ để ý một thời gian nó tự nó thành thói quen luôn và hết ngọng luôn. Non, Dạ. Bây giờ bạn đặt đọc một n một đ mà xem, cùng một vị trí lưỡi luôn, quay trong đi. N đ n đ n đ n đ. Có phải cùng một vị trí không? Chữ n cũng cùng vị trí lưỡi của nó không đúng không? N đ n đ n đ n đ. Có phải vào trong đấy không? Chuẩn chưa? Đấy, âm n đấy nó chính là vị trí lưỡi của chữ n đấy ạ. Chính xác. Đầu một chữ đọc như thế. Rồi, cuối một chữ. Cuối một chữ này, quay lưỡi trong ạ. Quay lưỡi trong, phát âm này. Đọc đi. Quay lưỡi trong phát âm chữ ư nữa ân ân. À, cuối một chữ nhá. À. Cho lưỡi trong. Muốn kiểm tra âm này các bạn đặt lưỡi chuẩn hay không? Thò tay lên mũi, bóp mũi cho cô. Xong đọc chữ ân đi. Đọc chữ ân đi xem nào. Nếu mà nó không ra tiếng ực thì là ok, là lưỡi đang đặt chuẩn. Còn lưỡi thò ra ngoài này, cô bịt mũi các bạn nghe thấy nha. Cô lưỡi cô thò ra ngoài này, nghe to đùng luôn. Ân ân, nhìn lưỡi chưa? Ân ân ân, nhìn lưỡi thò ra ngoài chưa? Nhưng cô quay lưỡi trong một cái bạn sẽ không nghe thấy gì luôn này. Thấy không? Không thấy đúng không? Đấy là lưỡi đang quay trong rồi. Đấy, bạn cứ thử, như bạn cứ bịt mũi bạn sẽ biết rằng lưỡi bạn đang đặt chuẩn hay không chuẩn. Nếu nó ân 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 thì có lưỡi đang thò ra ngoài rồi. Quay trong nó ật 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 thì được à? Đấy, thì là lưỡi đang đặt chuẩn đấy ạ. Đấy là vị trí lưỡi của chữ đ và chữ n đấy ạ. Được chưa ạ? Là quay trong. Đã, bởi vì nó là mũi mà, chặn mũi cả, bóp mũi không ra được âm nên là chuẩn rồi. Được chưa? Nên mà từ không có ten không ạ, mà là ten ân ân cuối ten. Được chưa? Không có ken không ạ, mà là ten, đúng không? Không có pen không ạ, pen cái bút không cũng không được ạ, mà có ân ân cuối một chút ạ. Ten. Được chưa? Pen. Ở cuối một chữ đọc nhỏ bằng 2 phần 3. Nên cái ẩn ẩn nó chỉ có một chút dư âm thôi, không nghe thấy ẩn to đâu nhá. Đấy. Thành. 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 Men. Đấy. Tức là nó có một chút dư âm là ok. Chứ không ạ. Thành ẩn. Thành ẩn. Không có thế. Được chưa? Nó chỉ có một chút dư âm thôi thì âm nó là chuẩn ạ. Được chưa? Nên chúng ta nhớ là ở cuối một chữ đọc khác, đầu giữa một chữ đọc khác, được chưa ạ? Ok. Rồi bây giờ vào từ này. N. Bây giờ trong đọc này. Nice. Nice. Tiếp theo ạ. Nặng. Quay ở trong ạ. Near. Near. Next one. Sun. Sun. Good job. Next one. Sun. Sun. Next one. Hand. Hand. Ấn cuối. Hand. Quay lên trong ấn. Hand. Rồi. Tiếp tục này. Funny. Quay lưỡi trong nhá. Funny. Mở mí môi ạ. Money. Money. Good job. Nào quay lưỡi trong đọc tiếp. Lại nào. Cả lớp đọc nào. Quay lưỡi trong. Nice. Nice. Đúng rồi. Tiếp tục. Near. Near. Good job. Đây còn ân ân cuối. Phần. Phần. Đúng rồi. Tiếp tục. Phần. Phần. Quay lưỡi trong đọc. Nẹp. Ân ân cuối nào. Phần. Good job. Đây còn. Hèn. Hèn. Good job. Mí môi. Money. 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 Good job. Dễ không? L cao học tiếp âm này, mốt nốt âm này nhé. L cao cũng dễ cực luôn ạ. À. Hôm nay hết ngọng luôn. Những bạn nào hết ngọng học hôm nay hôm nay xong về nhà cứ thế mà tập, cứ thế mà theo ạ. À. L ở đầu và giữ một chữ. Đọc giống L của Việt Nam. E. Nào, thế L Việt Nam mình đọc thế nào? Trong lưỡi chọn ra ngoài. Ở đâu? Trong lưỡi ở đâu? Trong lưỡi là hang ở trên mình. À... L cao, lưu ý này, L cao đầu lưỡi lên chân răng ạ. À. Đây. Đấy, không uốn nha, không uốn, chỉ đầu lưỡi chân răng thôi ạ. À. L, 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 L. Chờ. Đấy. Có phải vị trí lưỡi giống âm gì còn nhớ không? Tờ, tờ ra hơi đúng không? Một thằng ra, một thằng ra hơi, thằng âm ra này. Còn L ra âm này, L. L. Ra hơi này. Ra âm này, L.
Là. ra hơi này, Là. Là. ra âm này, l, Là. Là. có phải cùng một vị trí không? Là. L cao Là. và tờ cùng một vị trí lưỡi, chẳng qua một thằng ra âm, một thằng ra hơi thôi. N thấp với đờ cùng một vị trí lưỡi, được chưa ạ? Quay lưỡi vào trong. Đấy, thì em L cao chỉ thứ là L, L, love, L, L, like, đúng không? L, L, letter, đúng không? Đầu một chữ thì đọc thế nhá. Những bạn nào ngọng thì bây giờ để ý này, cứ L cao đầu lưỡi trên răng mà đọc L, còn N thấp quay lưỡi trong đọc N, được chưa? Thế thôi ạ. Cao thì đầu lưỡi trên răng L, thấp thì quay lưỡi vào trong N, được chưa? Ong. Rồi, L cao ở cuối một chữ này. Đọc như nào thôi ạ? Ồ. Ồ à. Âm này nếu mà không biết dạy thì chúng ta không biết đọc thế nào cho nó chuẩn cả. Nghe bao nhiêu lần video Tây nó dạy nhưng không hiểu đọc thế nào cho chuẩn cả. Nhưng ngày xưa cô cũng như trong chóng luôn, nhưng từ khi biết gì á, cách đọc của nó thì đơn giản cực kỳ luôn. Cô dạy phát các bạn làm luôn, ai làm được. Dễ cực luôn ạ. Nhưng mà nếu như chúng ta mà nghe âm của họ thì không biết làm thế nào để cho nó chuẩn. Đây, đầu lưỡi chân răng đặt lên. Là Bình thường mà đọc chứ, bình thường mà đọc chữ ờ đúng không? Ờ. Ai bảo gì ờ? Như thế đúng không? Nhưng bây giờ ờ không lưỡi không thoải mái thả ra nữa mà ờ đặt lưỡi chân răng mở đọc. Mà đọc ờ nào. Cho đầu lưỡi răng mở ờ này. Ồ. Ờ. Bám sát lưỡi chân răng mở ờ. Dạ. Ồ. Dạ. Ồ. Đấy, cứ đầu lưỡi răng mở ờ. Ồ. Ờ. Thả ra nó ờ. Ờ. Đúng không? Như đầu lưỡi chân răng nó sẽ ra ồ. 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 Dí sát lưỡi vào chân răng ấy. Xong rồi ờ. Được chưa? Ồ. 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 Kiểu gì âm chuẩn. Cứ đầu lưỡi trên răng mà ờ thì kiểu gì âm chuẩn, không cần biết âm của mình như thế nào hết, cứ đầu lưỡi trên răng mà ờ, được chưa? Kiểu gì nó cũng chuẩn. Nên là Tây nó mô tả là cái âm này nó sẽ kiểu như nghe âm nó kiểu nửa đá o nửa đá a, nhưng thực chất nghe nó rất là trừu tượng, chúng ta chẳng cần phải để ý quan tâm là gì. Các bạn cứ đầu lưỡi trên răng mà ờ là kiểu gì âm sẽ chuẩn. Đây, ồ ồ ồ, nên là từ nhá, ví dụ như từ thô, bạn không đọc thô đi, cao không được thô đâu, mà nó là âm o và l lên này, thô. Đầu lưỡi răng ờ tí ạ. Thò. Đúng không? Từ mùa thu này không phải phô đâu ạ, mà là thò. Thò. Đấy, từ gọi này. Thò. Thò. Đấy, từ từ nhỏ bé này. Thò. Mò. Tomorrow. Đấy, đúng không? Thấy không? Thế là tất cả Tomorrow. những âm âm l lên này Tomorrow. thì ồ, ồ, ồ. Thấy chưa? Từ trường học không đọc school đâu nhá, mà nó chữ L cuối á. School. School. Phải school đâu nhá. Không phải I often go to school đâu ạ. Mà là I often go to school. Go to school. School. Cái đầu lên răng mà ờ tí. School. School. Đúng rồi. School. Mình không đọc win đâu nhá. Mà là cái từ sẽ không phải win đâu ạ, mà phải I will go with you tonight đâu ạ, mà không thể thế ạ, mà là I will, will, đúng không ạ, will, good job, will, yeah, I will go with you tonight, will, yeah, score, score, cứ đầu lên trang mà ở cái gì đâu mà, để thò. Thế không nói là mẹ tôi cao, không nói mai mai giờ y thô đâu nhá. Là my mother is tall. My mother is tall. 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 Yeah. Đấy. Căn phòng này nhỏ bé. Mình không nói là this room is very small. Nó là this room is very small. Small. This room is very small. Small. Yeah. Đấy. Như vậy. Okay. Ông này thấy ổn không? Đây, xin mời vào lớp tự đọc ông này nhá. Nó xin mời đọc nào. Đầu lưỡi chân răng, letter. L cuối này. Tall. Letter. Cứ đầu lưỡi răng ở cái có gì đâu. Mò. 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 Tiếp theo không phải feel đâu ạ, mà là Mò. feel. 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 Good job. Feel. Feel. Good. Feel. 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 Feel.
Xong rồi, về nhà Rồi. luyện tập thêm nhé. Ok. Hôm nay học như vậy có bị nhanh không? Ok. Ok. Về nhà các bạn chỉ cần làm đúng những gì cô hướng dẫn, cô bảo đặt lưỡi lên trên đấy, cứ thế mà làm, cứ đọc đúng âm đấy thôi ạ. Nội âm thế nào không cần biết, chỉ cần biết cứ đặt lưỡi lên răng ờ cái, được chưa? Cứ làm như vậy là được ạ. Âm nó sẽ kiểu gì nó cũng chuẩn, nó chẳng ra âm khác đâu ạ. Nếu bạn đã đặt lưỡi trên răng thì kiểu gì âm nó cũng ra chuẩn, và ờ cái thì kiểu gì cũng chuẩn, không ra âm khác đâu mà lo, được chưa? Trừ khi là miệng khác không phải miệng cấu tạo của người còn đã miệng cấu tạo của người, lưỡi lên răng mà ở một cái kiểu gì nó ra âm chuẩn, không sai được tí nào đâu ạ. Được chưa? Ok, thứ ba tuần sau chúng ta sẽ học phát âm, và thứ năm tuần sau sẽ học giao tiếp nhé, nên là chúng ta lưu ý á. Về nhà luyện tập cho cô hết cái phát âm này, tất cả những âm hôm nay học cứ tập đi tập lại, tập tái tập hồi đi, cứ mỗi ngày bỏ ra 5 phút mà tập, bỏ ra 5 phút mà tập, tập đi tập lại cho cái miệng nó thành quen luôn, giống như cái máy nó phật rồi ấy. Đấy, cứ thành như vậy thì phát âm nó sẽ ok. Còn giao tiếp thì chúng ta cố gắng làm đầy đủ bài tập nhé, lộp lên, sau đó thì tuần sau nếu mà lớp mình học làm bài tập đầy đủ và sĩ số đủ ok thì thứ ba tuần sau sẽ có quà, thứ năm tuần sau cũng có quà nữa nếu trong trường hợp mà tốt được. Ê, chỉ dừng bằng cách đấy thôi, như làm nào cũng khuyến khích giống giống trẻ con ấy mình khuyến khích con mình có hiệu quả, bây giờ cũng khuyến khích các bạn như thế để cho lớp duy trì được tốt. Ok rồi, nghỉ nhá. Thank you, teacher. Goodbye. Goodbye, teacher. Goodbye, Thank teacher. Yes. Have a nice day. You too. Have a good time. Yes. You Okay. too. Have a nice day.